Hoan hỉ đâu mọi người. Mọi người đừng toxic người ta, đừng tội người ta. Thực ra thì câu chuyện nó cũng không đến mức như như vậy. Nó cũng gọi là hơi hơi gọi là hơi không hài hòa một tí, bởi vì là giữa góc độ thân thiết ấy. Ví dụ như mình mà nói như thế, hay là anh Tiến nói như thế, hay là bất cứ ai anh em trong team bọn mình đùa nhau, cái việc đấy là chuyện bình thường, còn đùa còn 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 giống thật hơn như thế. Nhưng mà chả vấn đề gì, quan trọng là ở từng khía cạnh từng người thôi. Thực ra cũng đùa cho vui, nhưng mà nhiều khi cái nghệ thuật đùa với cả cái gọi là kiểu người ta với Linh chưa chưa gọi là không biết là thân thiết hay chưa, nhưng mà trên hiện tại trên mạng xã hội, theo góc nhìn của hình ảnh hay là theo góc nhìn của máy quay thì là chưa thấy chị ấy xuất hiện cùng với Linh ở trên mạng nhiều, thì là có thể là đùa, chị đùa như thế là vui cùng cùng với Linh thật, nhưng mà mọi người thì lại nhìn theo chiều hướng khác nên câu chuyện nó bị đi xa. Đấy, mình bảo là mình thôi, mình không nên bàn luận về cái vấn đề đấy nữa, mà các bạn hỏi nhiều quá lại phọt ra một tí rồi. Nhưng mà mọi người hủy đơn như thế thì cũng tội cho bà con. Anh có tức đúng không? Mình xem rồi, mình xem rồi, hôm đấy đúng cái đoạn đấy là mình đang xem live luôn, đúng cái đoạn đấy là mình đang trong live luôn. Okay, mọi người, thực ra mình thì mọi người biết thừa tính mình là những cái chuyện nhỏ mình còn thấy đi cạnh Ninh, mình còn thấy bức xúc thay Ninh nữa là những việc khác, nhưng mà trên đây thì mình không không nói đâu. Nói rồi trong, tại vì cái mọi người hiểu ý mình là như này, mình ấy với Linh với cả anh em trong team ấy thì là ví dụ như hiện tại như cái sự việc bây giờ mình mà phát ngôn ra ấy, thì là thành như là người ở trong team phát ngôn ra, nên là mọi người sẽ gây cái sự chú ý của mọi người hay như này như kia, nên là mình không thích. Vì ví dụ như người khác, các kênh khác người ta review, người ta bình luận này kia, người ta làm này làm cái kia đăng lên thì là cái việc khác, còn như anh em mình ấy là như anh em trong một nhà rồi, nên là ví dụ như mình chỉ cần nói một cái gì đấy mà nó không đúng, hoặc là có thể là đúng nhưng mà nó lại thành câu chuyện đi xa, nên thôi mọi người hoan hỉ, thôi cho mình xin phép là không không bàn luận đến, không bàn luận, hoan hỉ thôi. Bàn đi dây đâu bàn đi dây để xó đi mọi người. Tầm này có khi bàn DJ người không biết bật kiểu gì ấy. Một tiếp rồi. Đúng rồi, chuyển chủ đề sang MV quả táo. Mọi người thấy MV được không? Mỗi tội Rồi, không sao kênh mình nha. đợt này nó hơi bị flop một tí. Ninh có bồ thế em. Đỉnh nhạ. Làm quả cho em xin vía, làm quả dâu trên cho mượt xíu, mình có thời gian mình nuôi ấy. Làm IT đi anh ơi, mọi người thích xem gì để mình làm. Ok,
Ok mọi người, em dai sang thì chắc chắn là sẽ đưa đưa đón em dai. Nói gì nói cũng nhớ em dai thật, nhớ mọi người thật. Mình về Việt Nam mấy tháng rồi, xong cộng với cả lúc Linh sang đây mình chưa gặp Linh, xong Linh lại cũng về Việt Nam mấy tháng nữa rồi, cả nửa năm rồi anh em chưa gặp nhau. Mà ngày trước thì mọi người biết đấy, tháng có khi 3 4 lần xuống đấy, mà gặp nhau suốt, đi với nhau suốt, còn nhiều hơn cả mình ở nhà ngủ với vợ mình luôn đấy. Cũng nhớ anh em đi chơi với nhau hợp vui, chả làm gì đâu mọi người, đi cứ lang thang thế thôi, có thì quay video, không thì anh em ngồi nói chuyện, nhưng mà cứ đi với nhau thế thôi. Lắm lúc ngồi với nhau mỗi mỗi ông cầm cái điện thoại có nói chuyện gì với nhau, cứ dính với nhau. Sau MV anh chuyển qua sofa chưa ạ? Đấy, vẫn cái sofa đấy mọi người. Anh Đông bị hư xe trong rừng, vui làm lại tầm nữa đi anh. Ui giời, thế thì mọi người liên hệ với anh Đông bảo anh Đông đi vào trong rừng trong hỏng xe hết nữa. Giời, anh Giai Khôi thì lấy ở trong đây thì không thấy Huyền Trang đâu, giờ anh Giai đi đâu mất rồi. Tuti đợt này mình lâu lâu rồi không quay, Tuti đợt này quay cũng bị ngại. Hello anh Linh Philip, tình hình hôm qua gặp bộ trưởng thế nào, có tiến triển gì mới không anh? Nhà nước cấp cho khoảng tầm 2.000 hectare là được. Thảo nào hôm thấy anh ở trên này rồi mà vẫn thấy cơm mình được tăng. Anh có thể quay chủ đề Angola tầng lớp thượng lưu sẽ như thế nào? Ok cũng được, hôm nào mình sẽ đi quay tầng lớp thượng lưu bên này, chơi cái gì ăn cái gì chơi cái gì. Úi giời, nhưng mà MV đấy hơi tốn kém ấy nhá, mọi người không xem ủng hộ là toang luôn.